Nó vô chị với. Hộp đen gì đó. Hộp đen gì đựng cái điểm á. Có cái gì? À, toner. À, bình một tí với cái bình vô. Giùm chị chứ. Hộp đen nó để ở đâu đó? Bật đèn với cái đèn của mình đó, cái đèn là có cái túi xách màu đen vậy đó. Chị có dính gì vô? Mấy lần tay quá. Không nhờ thằng khí quyên ra cho mình đi mấy đời gì Ê, rồi đó. tôi không có nhắc nghe, tự nhiên nhà tự nhớ ra. Ui, Không đi không nói đang còn nhớ. ta nhớ lấy nhớ các lấy nhớ Tự nhiên mất mới chứ quyên kêu làm gì cho ngồi đây đợi không? mi kệ hả mi kệ bả im Đó là một câu nè chuyện rất lâu lâu lắm rồi kể rồi lắc rồi mấy cái hôm Quyên với anh Viên ngủ ở nhà ngoại xong rồi mai Quyên kể xong tự nhiên bây giờ mới sực nhớ ở đầu nãy số rồi mới nhớ về quá khứ thôi bây giờ tới cái mắt không nghe bây giờ tới cái đít khó chịu ta lắm tôi đừng có tô ra tôi không nhớ tôi đừng có tô là tôi không đi kể rồi im im tôi nói nhiều quá không chọn một đồ giữa mắt này chọn mặt tôi cũng chọn đen rồi kêu mày im không muốn bỏ bây giờ không nó tự nó giận mà nặng ra à ừ. Nguyên tôi vẹn kể liền biết bao nhiêu chuyện tao còn mà nửa cái đốt tay luôn im cũng khó này đừng có nói nữa rồi nguyên vẹn nguyên kể liền phải sáng như ly đó là lần đầu tiên trong đời luôn rồi cái chi cái đít à không nằm một nách á cái đít từ từ cũng khám phá sau rồi cũng sẽ có tiền bật lon sau thôi mà đi chờ đi đưa cái đít liền đây ngồi làm gì ý cái thằng Win mình giống giống Vũ ghê bà nghe giống cái kiểu giống 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 kiểu Vũ ghê kiểu cũng hề hề vui vui đừng khen giống vui Vũ tính gì cô đắt tại vì hành hạ cũng không được khen vui tính gì cô hạnh phúc nha im nè một chi mà gớm sợ là nặng đó chứ cái kèm bứng ra chứ không không ra là khó chịu ăn bánh tráng gì á bánh bánh tráng tráng bớt bánh thấy tráng rồi bánh tê đồ mà con mời chị trời chỗ đó ăn đi ăn đợi trong đó đợi đi lại 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 cái đài tăng cho bánh tráng Nguyễn Hòa hơi bị đỉnh đó nghe hình như hết rồi á bàn đó hộp mấy bàn á cái gì bánh tráng làm gì em gì rồi rồi chúc mừng à, hết bỏ rồi nhiều đó em bị điên hồi nè chị đã dặn kêu mua tí mấy cây kia mà đây em bỏ cả đống nữa hạnh phúc tươi gì đó hạnh phúc của bà ấy xí cho tôi đi mà đi với tôi không cái mẹ nặng bụng xong đổ giới tính luôn rồi đi im trời trời cười quá nè gì mạnh mẽ nhưng mà yếu đuối bên trong đó đừng có dùng kim mà còn chọc riêng bể bóng im đi ơi dùng kim mà không chọc riêng bể bóng được hả riêng là yêu màu hồng mà ghét sự giả dối đó hả thì một tiếng hay không thầm thích đặt xe dưới mưa má tự xử đó đến sao được mà mây 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 à xin lỗi anh gì đã xong đâu mà đi còn 6 phút nữa kêu mọi người đợi được không không đi chạy xe đợi 6 phút nữa nói sao xíu cho đi vui đi ô tô đi xong cả nhà chứng kiến im 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 ấm nhậm nước cạn ngủ không có cãi kháng chăng
Bỏ nhiều ghế nữa nè, bỏ nhiều ghế nữa nè. Mày bấu chi? Bỏ cái mỏ. Có vaseline. Chứ không bị nứt á. Giờ đánh răng chi? Đừng có cái này đừng có nè. Mua cái gói chi mửa mà lo mua cái gì ta? Không, cái đứa gói nó không được, cái gói nó là vết thương kia. Bác rồi chứ là mũi đó à? Không, không, bác đi tự nhiên đó, bác đi một bạc tự nhiên đó. Có tìm xíu có cầm thôi. Tự khai luôn, nghĩ gì chờ. Mà tôi bà gôi nó, mà thấy họ có xíu xíu mặt bà gôi mà già không? Có tìm xíu có cầm với xíu xíu đó. Cái mặt bà đi học phụ huynh cho họ được rồi. Bà đừng thấy mà còn sắc lại. Ủa, cái đời đời cũng sắc đẩy dạy đầm. Mỏ ơi, sợ chứ. Cái mỏ, chắc bà không sắc lại mà không chạy đầu bà được á. Đi ăn chửi quá họ biết chứ mà. Có người bị đánh trời. Ừ. Cô My cũng kệ. Hôm qua cô My giờ mà hạch sách người khác rồi bà cũng mình luôn. Hôm qua cô My. Mim nè. Ừ. Nó lay phòng có rượu mà mình cá viên chiên nước mắm. Có cái chỗ này nặng được. Không. Không nặng. Mim đeo bị gặp hết đâu. Thấy là 7 phút rồi. Ừ. Xịt nào. Xịt qua xí gì. Cái mặt của mê này. Nụ. Ta đi với nó quên nè. Ủa. Không phải ý kiến của tôi luôn á không. Xịt qua xí nè được không. Hình như chị Ly nói làm chi. Không có thế chị nói đi. Đừng kêu quên kể. Không kể đừng biết nó không có mụn. Cái là vô tình. Trong tiềm thức là đầu tiên nó đã luôn. Ừ. Bữa sau nhậu bên kia mặt nó cũng thiệt người ta. Mặt cũng đau rồi nhưng mà nó nhen khớp. Đau chứ. Đau nhưng mà không đau ghê đâu. Nhưng mà kiểu như nó không có ra được nhiều. Điều đó là người vui lên là riêng lên bút là clip của mình. Nó sợ ăn mà đứng dậy. Đâu có biết là cái gì. Ôi trời ơi, khuôn mặt nhìn đây đây. Mà vô cái này. Trời ơi trời ơi, ôi mặt quá trời. Cái mặt ở ngoài nó vẫn đen, cũng có trắng như nó bị nước rồi. Nó hồng nó mới được. Bởi đi chơi ra, thay mặt xong đá xài đâu có gì. Chị rung ghê đó đi, quên rinh rinh. Đau đó bà lo. Giữa thằng nến có mấy cái cục chi mà. Im nghe. Mấy phút rồi cà lấy? 9 phút. Mà nó bị lây mới đang cà lấy đưa ra đó. Em bảo đi sao? Nến thôi. Ai cũng phải ngã một lần đời. Nó chở Ferrari ra, nó chở con mà con đi. Ferrari là xe chỉ huy. Hả? Ferrari á. Ủa mọi người bị như vậy. Chị Ly cứ nghe thôi, nghe là một chuyện thôi. Nghe cho vui tai. Nghe cho vui tai thiệt luôn á. Ừ, chắc hết rồi đó. Hết rồi đó mà lo luôn. Thôi ráng ráng cái nữa thôi. Có. Chị Ly chết chưa? Chị chết rồi đó. Chúc chị thích chào.